Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về chọn ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc đổ trần, đổ mái, dựng cột lên xà Trong cái tháng 2 âm lịch nhuận, đúng không? tháng 2 nhuận là tháng Ất Mão Thì đó là những ngày tốt nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Thưa quý vị, thì để lựa chọn ra cái ngày tốt trong cái tháng 2 để tiến hành công việc đổ mái, dựng cột lên xà Thì chúng ta sẽ dựa vào cái quyển sách là ngày tốt tuần thư thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách ngày tốt tuần thư này bằng cách liên hệ với số hotline 0989 34 9119 đó. 0989349119 để biết thêm chi tiết. Đó. Và chúng ta sẽ dựa vào cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra các tiêu chí để lựa chọn ra được những ngày tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc dựng cột đổ máy lên sàn. Thì cái công việc dựng cột đổ máy lên sàn để lựa chọn ra được một ngày dựng cột đổ máy lên sàn thì chúng ta sẽ có bộ 34 tiêu chí này. 34 tiêu chí này. Vậy nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái quyển uh, ngày tốt tuần thư để lựa chọn ra những ngày tốt thì chúng ta sẽ chọn được những ngày tốt nhất để tiến hành công việc dựng cột đổ máy lên sàn. Trong cái tháng 2 âm lịch nhuận đó. Đầu tiên bao giờ cũng vậy thì để lựa chọn ra được ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 2 âm lịch để tiến hành công việc là đổ mái hoặc là đổ trần, dựng cột vân vân thì bao gồm những ngày sau. Đầu tiên chúng ta cần loại bỏ ngày sát chủ. Ngày sát chủ thì trong cái tháng 2 âm lịch nó sẽ là ngày tí và ngày xử ngày tí và ngày xỉu thì nó sẽ là ngày sát chủ đúng không? ngày tí thì sẽ có hai ngày mùng 10 là ngày mộ tí và ngày 22 là ngày canh tí vậy nên mà các bạn muốn làm vào cái công việc này thì các bạn cũng nên loại những ngày này ra tiếp theo là ngày xỉu sẽ bao gồm hai ngày là ngày kỷ xỉu là ngày 11 và ngày tân xỉu là ngày 23 thì đây cũng là hai ngày xấu hai ngày sát chủ mà các bạn phải tránh tiếp theo nữa là chúng ta bỏ đến ngày xấu thứ hai đó là ngày sát chủ mùa Ngày sát chủ mùa trong cái tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là những ngày thân. Những ngày thân thì chúng ta cũng sẽ không dùng. Nó phạm vào sát chủ mùa. Tiếp đến là ngày thiên địa chuyển sát. Thiên địa chuyển sát trong tháng 2 âm lịch thì nó vẫn là mùa xuân thì nó sẽ là hai ngày tân mão và ngày ất mão. Tân mão và ngày ất mão. Thì ngày ất mão không có không có đâu. Tân mão đó là ngày 13. Đó. Tiếp đến là chúng ta lại bỏ ngày thụ tử. Thì ngày thụ tử trong cái tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày nó sẽ là ngày thìn. Nó sẽ có hai ba ngày, mùng 2 là ngày canh thìn, 14 là ngày nhâm thìn và ngày 26 là ngày giáp thìn thì những ngày thụ tử này chắc chắn là chúng ta không dùng được. Đó. Tiếp theo là ngày xấu thứ năm chúng ta cần lại bỏ đó là ngày dương công kỵ. Ngày dương công kỵ mà trong tháng 2 ấy, thì nó sẽ là ngày 11. Ngày 11 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày kỳ xíu này. Nó chung với ngày sát chủ. Tiếp đến là một ngày nữa mà chúng ta còn lại bỏ đó là ngày tam nương. Ngày tam nương bao gồm có ngày mùng 3, mùng 7, 7, 13, 18, ngày 22 và ngày 27. Đó. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày Tân Tỵ ngày mùng 8 nó sẽ là ngày Bính Tuất ngày 13 thì nó là ngày ngày Tân Mão nó trùng ngày thiên địa chuyển sát ngày 18 thì nó là ngày Bính Thân ngày 22 thì nó rơi vào ngày, ngày Canh Tý và cuối cùng là ngày 27 nó rơi vào ngày Ất Tỵ đó đó là những ngày tam nương mà chúng ta cần phải tránh tiếp theo là chúng ta cần loại bỏ ngày nữa đó là ngày nguyệt kỵ nguyệt kỵ bao gồm có 3 ngày là mùng 5, 14, 23 thì năm nào cũng vậy tháng nào cũng vậy cứ ngày mùng 5, 14, 23 là chúng ta kỵ Đấy. Ngày mùng 5 ấy thì trong tháng 2 âm lịch nhuận ấy nó sẽ là ngày quý, ngày quý mùi. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày nhâm nhâm thìn và cuối cùng là ngày 23 thì nó rơi vào ngày tân sửu. Thì đó là những ngày xấu cần tránh. Tiếp theo ngày xấu thứ 8 cần tránh đó là ngày nguyệt kiến. Thì trong tháng này kiến mão thì chúng ta không dùng ngày mão để chúng ta à, để chúng ta đổ mái dựng cột. Tiếp đến ngày thứ 9 là ngày nguyệt phá. Thì tháng này tháng mão, mão và dậu tương xung vị trí những ngày dậu là ngày nguyệt phá bao gồm có hai ngày mùng 7 là ngày ất dậu và ngày 19 là ngày đinh đinh dậu đó ngày tiếp theo mà chúng ta cũng cần loại bỏ nữa đó là ngày trực bình ngày trực bình thì nó là ngày ngọ thì các bạn cũng có thể xem xét tiếp theo ngày trực thu thì nó sẽ là ngày Tí thì nó trùng với ngày sát chủ của tao dùng ngày kiếp sát đây này kiếp sát thì nó là ngày thân này kiếp sát này tai sát này tai sát và nguyệt sát Đó, thì ba ngày này phạm vào ngày tam sát, vậy nên chúng ta phải cần cân đối thật kỹ lưỡng. Tiếp đến là chúng ta cần loại bỏ những ngày nguyệt hình. Nguyệt hình thì là gì? Tháng Mão thì hình tí tí, Mão tí là hình nhau. Vì chi những ngày tí chúng ta không dùng được. Ngày số tiếp theo mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày ngày nguyệt yếm. Nguyệt yếm thì nó sẽ là ngày dậu. Ngày thứ 18 là ngày thiên sứ thì nó sẽ là ngày tí, chúng ta cũng không dùng được ngày thứ 19 ngày xấu thứ 19 ta cần lại bỏ đó là ngày đại thời ngày đại thời trong tháng 2 thì nó sẽ là ngày tuất thì chúng ta cũng không dùng được tiếp theo là gì ngày tứ phế thì trong cái tháng 2 lịch thì nó sẽ là ngày giáp tuất nhưng mà trong tháng này không ngày giáp tuất ngày xấu thứ hai mà chúng ta ngày xấu thứ 22 mà chúng ta cần lại bỏ đó là ngày thiên hỏa ngày thiên hỏa trong tháng 2 lịch thì nó sẽ là ngày mão vậy chi là các bạn cũng cần lưu ý những ngày mão chúng ta không dùng tiếp đến là đến ngày ngày ngọ đúng không ạ Ngày ngọ cũng là hỏa vượng vậy chi là như những ngày ngọ thì chúng ta cũng không dùng được. Đó là những ngày xấu mà cần tránh khi mà chúng ta dựng cột đổ mái lên xà trong cái tháng 2 âm lịch. Đó. Thưa quý vị, như vậy là tôi đã vừa loại bỏ tất cả những ngày xấu theo cái sách ngày tốt thần thư để loại bỏ ra tất cả những ngày xấu mà chúng ta không nên là uh, dùng để mua xe. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Cái tiếp tục sử dụng ngày tốt thần thư để tìm ra những cái khung giờ tốt nhất để tiến hành công việc, tìm ra việc ngày mua xe cho nó được thuận lợi và may mắn. Đó thì đó là những ngày nào xin mời quý vị tiếp tục cùng theo dõi đầu tiên cái ngày tốt đầu tiên mà chúng ta có thể tiến hành mua xe thì chúng ta chọn đó là ngày ngày thiên nguyện ngày thiên nguyện mà trong cái tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày ngày tuất nếu nó là ngày canh tuất thì trong tháng này ngày canh tuất không có vậy nên là chúng ta không dùng tiếp theo là ngày thiên đức ngày thiên đức thì nó sẽ là ngày ngày thân ngày thân như nó phạm kiếp sát thì chúng ta cũng không dùng được à, tiếp đến nữa là ngày thiên đức hợp thì nó là ngày nhâm Ngày nhâm thì trong tháng này chúng ta sẽ có ngày 24 là ngày nhâm dần. 24 là nhâm dần này. Ngày 14 là ngày nhâm thìn thì phạm ngày gì? Phạm ngày thu tử. Còn ngày ngọ, ngày nhâm ngọ mùng 4 ấy, thì nó phạm ngày gì? Nó phạm thứ nhất là ngày ngọ nó phạm ngày trực bình. Thứ hai là nó là ngày thiên hỏa. Ngày ngày ngọ thì cái việc đổ máy lên dựng cột thì người ta cũng kỵ là cái ngày ngày ngọ. Vì là cái ngọ nó hỏa nó có vượng. Nó dễ xảy ra cái chuyện là cháy nhà cháy nhà hoặc là gây hỏa hoạn chập điện vân vân không, không tốt đó tiếp theo là chúng ta xét đến cái ngày nguyệt đức ngày nguyệt đức thì nó sẽ là những ngày giáp ngày giáp thì sẽ có ngày mùng 6 là ngày giáp thân này 16 là ngày giáp giáp ngọ và ngày 26 là ngày giáp thìn như vậy trong ngày giáp này thì vì là ngày giáp trong cái tháng này nó khá là vượng khá là tốt có thiên đức có nguyệt đức vậy nên chúng ta cũng phải cân nhắc thật kỹ các bạn có thể dùng thêm ngày mùng 6 này là ngày giáp thân. Ngày giáp thân để tiến hành công việc uh, dựng cột đổ máy lên sàn. Tiếp theo là đến ngày nguyệt Đức hợp là ngày kỷ. Ngày kỷ thì trong tháng này sẽ có những ngày sau. Cái ngày ngày 11 là ngày kỷ xíu này. Mùng 1 là ngày kỷ mão này thì không dùng được. Và ngày 21 là ngày kỷ hợi. Như vậy trong tháng này chúng ta sẽ có thêm ngày 21 là ngày kỷ hợi. Như vậy chúng ta sẽ có thêm ngày 21 ngày kỷ hợi để chúng ta tiến hành công việc đổ mái dựng cột lên sàn trong cái tháng 2 lịch nhuận đó. Tiếp theo là chúng ta chọn đến ngày thiên xá. Ngày thiên xá trong tháng này nó là ngày mậu dần nhưng mà ngày mậu dần trong tháng này không có này. Tiếp theo là ngày nguyệt ân thì nó là là những ngày đinh. Ngày đinh trong tháng 2 lịch nhuận ấy, thì chúng ta sẽ có ngày đinh mùi là ngày 29 này. Chúng ta có thêm ngày 29 này là ngày đinh mùi. Ngày 19 là ngày đinh dậu thì nó bị phạm ngày nguyệt phá tao dùng Và cuối cùng là ngày mùng 9 là ngày đinh hợi Mùng 9 là ngày đinh hợi Là ngày, là ngày tốt Và chúng ta tiến hành công việc là dựng cột đổ mái được Đó. Tiếp đến là chúng ta đến ngày Ngày tứ tướng Ngày tứ tướng là ngày bính và ngày đinh Đó. Tứ tướng là bính và đinh Thì ngày bính thì chúng ta sẽ có Ngày đinh chúng ta chọn rồi đúng không ạ Ngày bính thì chúng ta có sẽ có những ngày sau Chúng ta ngày 28 là ngày bính ngọ Thì là ngày ngọ chúng ta không dùng này 18 là ngày bính thân thì phạm ngày tam lương này và cuối cùng ngày mùng 8 bính tuất thì phạm ngày nguyệt sát thì chúng ta không dùng được Đó. tiếp đến là chúng ta chọn những ngày thời đức ngày thời đức là ngày ngọ thì nó trùng với ngày gì ngày ngọ hỏa thì chúng ta không dùng được ngày tam hợp thì chúng ta có hợi vào ngày mùi như vậy thì trong ngày mùi ấy, chúng ta vẫn còn ngày 17 là ngày ất mùi còn ngày ngọ có hai ngày mùng 9 và 21 thì chúng ta đã chọn rồi đó tiếp theo ngày cuối cùng là ngày trực khai trực khai nó sẽ là ngày xỉu ngày xỉu thì nó trùng với ngày sát chủ vậy nên chúng ta cũng không dùng được đó đó là những cái ngày tốt như vậy là trong tháng 2 âm lịch nhuận để chọn ra ngày đổ mái dựng cột ấy, hoặc đổ trần ấy, thì chúng ta sẽ có gì có 6 ngày tốt có 6 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là dựng cột đổ mái và diện đổ trần trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023 nó quý mão đó thì quý vị hãy chọn ra cho mình một cái ngày tốt nhất phù hợp nhất để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Đấy. nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. quý vị muốn tham khảo thêm những ngày tốt thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 34 để biết thêm chi tiết. À, xin chào và hẹn gặp lại.